Đi làm về thì gặp bé cua đi lạc, cô gái tốt bụng cưu mang và cái kết khiến ai cũng rơi nước mắt. Theo như đoạn clip đăng tải, lúc này đã tối muộn và đang trên đường đạp xe đi làm về. Cô gái bỗng nhiên bắt gặp một chú cua đang bò ngang đường rất nguy hiểm. Lòng yêu thương động vật trỗi dậy, cô gái vừa đẹp người lại còn đẹp nét đã không ngại giải cứu em nó bằng cách cho vào túi của mình để mang em đi. Xem đến đây ai nấy đều rất ấm lòng, không ngờ trên đời người tốt lại ở khắp mọi nơi quanh chúng ta. Bởi con cua kia là ai đó mua về làm thịt nhưng không may bị rơi ra. Và bây giờ cô gái sẵn sàng đạp xe đi tìm nguồn nước để trả lại sự tự do cho nó. Tuy nhiên, sự cảm động bỗng hóa cảm lạnh khi đích đến của bé cua không phải là một con sông mà là khu bếp của cô nàng. Và cái kết làm ai cũng rơi nước mắt khi bé cua ấy từ màu rêu bỗng biến thành màu đỏ với mùi thơm phảng phất do đã được luộc chín ở 100 độ C. Biểu cảm khuôn mặt, mắt chữ O, mồm chữ A như thể khen ngợi. Sao cua này nhiều gạch thế? Cùng những âm thanh giòn tan khi múc băng bé cua khiến cộng đồng mạng xin phép được quay xe. Đúng là cô gái xinh đẹp và rất yêu động vật, nhưng ngoại trừ những con bé bé như cua hay hải sản tươi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.